Xin chào các bạn. Ở trong thị trường tiền cực số này thì chúng ta có rất nhiều sàn giao dịch như là sàn Binance, sàn Huobi, sàn Coinbase. Các bạn cũng đã biết là mỗi một sàn thì có một cái hoạt động riêng và có một cái đặc điểm riêng. Và gần đây thì có một sàn mới mà được nhiều bạn nói tới, đó chính là sàn Liquid. Cho nên ngày hôm nay chúng ta sẽ dành cái video này để mà nói tới tài liệu liên quan tới sàn Liquid và chủ yếu là sàn liquid này có gì đặc biệt trong vòng mấy tuần vừa qua thì cũng có khá nhiều bạn nhắn tin hỏi thuận về tài liệu liên quan tới sàn này và trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ đây chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn là cái đội phát triển của sàn Liquid của công ty Coin đã liên hệ với Thuận và đây là một video mà được tài trợ bởi sàn Liquid. Và công ty mẹ của sàn Liquid đó chính là công ty Coin và một lát nữa Thuận sẽ chia sẻ một số chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn về sự quan hệ giữa sàn Liquid và công ty Coin này là như thế nào. Trước hết bây giờ chúng ta hãy nhìn vào lịch sử của sàn này. Đây là một sàn mới nhưng mà chúng ta thấy lịch sử của công ty này cũng rất lâu đời. Như các bạn cũng đang nhìn thấy ở trên màn hình năm 2014 là năm mà công ty Coin, công ty mẹ của sàn Liquid được thành lập và sau đó ra mắt một sàn gọi là Coinex cung cấp giao dịch cho fiat và crypto. Nghĩa là công ty này có thể cho giao dịch giữa tiền mặt với lại crypto. Và năm 2015 thì sàn Coinex này đã được thêm một số tính năng mới, chủ yếu là bao gồm các giao dịch margin và ứng dụng di động. Cái đó các bạn thấy là năm 2016 đó chính là năm mà công ty Coin công ty mẹ của sàn Liquid và sàn Coinex đã khai trương trụ sở ở Tokyo, Nhật Bản và đã gọi được 20 triệu đồng đô la vốn hóa đầu tư từ các quỹ đầu tư mạo hiểm để mà thúc đẩy cái sự tăng trưởng của công ty này. Và năm 2017 thì công ty này đã mở thêm một sàn nữa gọi là sàn Crypto. Đây là sàn giao dịch giữa crypto với crypto khác với cái sàn Coinex được thành lập trước đó khoảng chừng là 3 năm. Đó là một sàn giao dịch giữa tiền mặt với lại crypto. Thì điều mà các bạn biết ở đây là crypto với crypto giống như những sàn mà chúng ta hay sử dụng như là sàn Binance Có những sàn mà cho các bạn sử dụng tiền mặt như là những sàn Coinbase Đó là một sự khác nhau giữa hai cái sàn này, sàn crypto và sàn Coinex Năm 2017 cũng là năm mà công ty Coin được chính thức cấp giấy phép hoạt động từ cơ quan dịch vụ tài chính Nhật Bản Đây là một tài liệu rất quan trọng, một lát nữa Thuận sẽ chia sẻ thêm một số tài liệu liên quan tới vấn đề này và cũng cùng một năm đó thì công ty này đã kêu gọi được một ICO lớn nhất châu Á, đó chính là ICO của đồng Cash, đồng QASH này. Chúng ta sẽ nói tới đồng cash này một lát nữa Và kế đó là năm 2018 như là năm nay họ đã ra mắt một dịch vụ gọi là ICO Mission Control Cái ICO Mission Control này là một giải pháp công nghệ cung cấp một nền tảng an toàn và bảo mật cho các tổ chức ICO Chúng ta cũng sẽ nói thêm một số tài liệu liên quan tới dịch vụ này và cách đây khoảng chừng là một tháng rưỡi, hồi tháng 9 họ đã chính thức ra mắt sàn Liquid. Thực ra sàn Liquid này là một sàn mà được thành lập bởi có sự gia nhập của sàn Coinex năm 2014 với lại cái sàn Crypto năm 2017 Hai sàn này nhập lại với nhau đã tạo ra sàn Liquid ngày hôm nay Vì vậy thường mới nói là sàn Liquid tuy là một sàn mới nhưng mà đã có lịch sử cũng cách đây khoảng chừng là 3-4 năm Như vậy thì tại sao họ gọi sàn này là sàn Liquid một điều các bạn cần biết là cái chữ liquid ở đây đó chính là liquidity Nhưng mà nào mà ở trong ngành tài chính thì cũng đã biết là liquidity là một từ ở trong ngành tài chính Nói về vốn hóa lưu thông và khối lượng giao dịch ở trên sàn hiện bây giờ tuy là trên thị trường chúng ta có rất nhiều sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nhưng mà vốn hóa của sàn nào là của sàn đó chính như là chúng ta nhìn vào thì vốn hóa lưu thông ở trên sàn binance là của binance vốn hóa lưu thông ở trên sàn coinbase là của sàn coinbase chẳng hạn nhưng mà những bạn nào mà tham gia vào những thị trường tài chính khác lớn hơn như là thị trường forex chẳng hạn thì các bạn đã biết là vốn hóa lưu thông và giao dịch của một sàn này được gắn liền với một sàn khác và điều này làm cho giá cả trên các sàn dường như là giống nhau nhưng mà hiện bây giờ điều đó vẫn chưa xảy ra ở trên thị trường tiền kỹ thuật số đó là lý do tại sao các bạn thấy là giá cả của đồng bitcoin giả sử trên sàn này với là một sàn khác thì giá cả có thể chênh lệch với nhau nhiều khi rất nhiều và cái hệ thống của sàn liquid này hy vọng là họ có thể cùng nhau để mà chia sẻ tài liệu với những sàn khác và điều này cũng sẽ giúp đỡ được cái vốn hóa lưu thông ở trên các sàn và đương nhiên cũng sẽ có lợi đối với người tiêu dùng đó là ý nghĩa cơ bản của sàn liquid này chúng ta sẽ nói về một số tài liệu chi tiết hơn và hôm nay để hiểu rõ hơn về sàn này chúng ta sẽ nói về một số đề tài như các bạn thấy trên màn hình trước hết chúng ta sẽ nói thêm một số đề tài liên quan tới giấy phép hoạt động ở nhật bản khi đó chúng ta sẽ nói tới danh sách đồng và các tiền quốc gia mà được ủng hộ trên sàn này tôi nghĩ là nhiều bạn cũng rất muốn biết là cái phí giao dịch thì tính như thế nào ở trên sàn này và rút thì cái phí như thế nào và đồng cast là một đồng như thế nào ở trên sàn này. Kế tiếp chúng ta sẽ nói về một số công cụ trên sàn như là TradingView, Trading Stop margin hệ thống landing cho sàn mượn đồng là như thế nào kế đó chúng ta sẽ nói về bảo mật đây là một điều rất quan trọng tại vì các bạn cũng đã biết là gần đây chúng ta có rất nhiều sàn bị hack và khi mà chúng ta nói tới landing cho sàn mượn đồng ở đây thì nhiều bạn có thể nghĩ tới đa cấp nhưng mà đây không phải là vấn đề liên quan tới đa cấp khi mà các bạn có một sàn nào đó mà cho chơi margin như là các bạn mượn tiền trên sàn thì cái số lượng mà tiền mượn đó là phải từ sàn mà ra thường thường thì nếu như mà sàn có sẵn thì sẽ cho các bạn mượn nhưng mà nếu như mà sàn không có sẵn thì sàn phải mượn từ những người mà ở trên sàn nếu như mà họ cho sàn mượn và đương nhiên nếu như mà các bạn cho sàn mượn đồng thì các bạn có thể là tính phí về sàn tại vì cái người mà mượn đồng trên sàn thì phải trả phí hàng ngày. Khi đó chúng ta sẽ nói tới dịch vụ ICO ở trên mạng lưới của sàn Liquid này là như thế nào và chúng ta cũng sẽ nói tới một số tài liệu khác như là API và đội lãnh đạo của sàn Liquid này. Bây giờ chúng ta hãy nói tới tài liệu liên quan tới giấy phép Nhật Bản của sàn này. Ngày 29 tháng 7 năm 2017 thì công ty Coin này là công ty đầu tiên liên quan đến tiền kỹ thuật số được cấp giấy phép hoạt động chính thức từ ban quản lý tài chính của Nhật Bản dựa theo tài liệu trên trang web chính thức coin com thì bạn cũng đã biết là đây là một điều rất khó khăn tại vì chúng ta cũng đã biết là tuy nhật bản là một nước mà rất thân thiện với tiền kỹ thuật số nhưng mà nhật bản không phải là một nước mà thân thiện với các sàn giao dịch hay là các công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số trước đây thường cũng đã chia sẻ chúng ta nhìn vào những sàn lớn hơn khi mà trước đây hoạt động ở nhật bản như là sàn binance thì cách đây vài tháng chúng ta cũng đã biết là sàn binance cuối cùng cũng đã rời khỏi nhật bản Tại vì luật của Nhật Bản quá gắt gào đối với những công ty liên quan đến tiền kỹ thuật số như là sàn Binance Và sàn Binance không phải là sàn duy nhất rời khỏi Nhật Bản vì vấn đề này Cho nên chúng ta thấy được là tài liệu liên quan tới công ty coin được cấp giấy phép chính thức bởi ban quản lý tài chính của Nhật Bản là một điều cũng rất quan trọng Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới danh sách những đồng nào mà được hỗ trợ bởi sàn này Thì các bạn thấy trên màn hình là có rất nhiều đồng được hỗ trợ bởi sàn này Những đồng lớn chúng ta không cần phải nói tới như là đồng Bitcoin, đồng Ethereum Những đồng khác như là đồng XRP cũng được hỗ trợ các ta thấy là những đồng nhỏ hơn như đồng ETN, những đồng hiếm hơn mà thường ít thấy như đồng Flix chẳng hạn, đồng MRK cũng được hỗ trợ trên sàn này. Và chúng thấy là những đồng mà nhiều bạn quan tâm tới, những đồng nổi tiếng như là Ontology cũng được hỗ trợ. Hay là chúng thấy là những đồng như là Neo thường cũng thấy mới đây trên danh sách này. Và một đồng khác nữa mà nhiều bạn cũng quan tâm tới đó chính là đồng Qtum cũng được hỗ trợ trên sàn này. Thì các bạn thấy là sàn này là một sàn mà rất đa dạng về mặt hỗ trợ đồng nào và cái list này cái danh sách mà cái số đường đồng được hỗ trợ bởi sàn này thì cũng không thua gì sàn binance và sàn này thì có những đồng rất là nhỏ cho những người nào mà đương nhiên thích đầu tư mạo hiểm mà đầu tư vào những dự án nhỏ hy vọng là dự án này có thể thành công và được lên những sàn lớn hơn thì đây là một sàn mà các bạn có thể tìm hiểu và đầu tư những dự án nhỏ đó nhưng mà ngược lại có một dự án mà nhiều bạn quan tâm tới mà thường không thấy danh sách ở trên cái hệ thống của sàn này đó chính là đồng ADA, đồng Cardano. Thường không thấy là đồng Cardano được hỗ trợ bởi sàn này. Và thường nghĩ là đồng Cardano là một đồng lớn cho nên trước sau gì những sàn lớn cũng sẽ hỗ trợ. Và nếu như mà sàn Liquid này là sàn mà sau này sẽ trở thành một sàn lớn thì thường nghĩ là không lý do gì mà không hỗ trợ đồng Cardano, đồng ADA. Ngay cả sàn Coinbase bây giờ cũng đang suy nghĩ coi có nên là hỗ trợ đồng ADA trên sàn của Coinbase hay là không. Còn khi mà chúng ta nói về tiền quốc gia nào mà được sàn này hỗ trợ thì sàn này cũng hỗ trợ khá nhiều loại tiền quốc gia khác nhau. Như các bạn thấy là hiện bây giờ các bạn có thể là gửi và rút những đồng như đồng Yen Nhật Bản, đồng đô la Mỹ, đồng đô la Singapore, đồng Euro của châu Âu và đồng đô la Úc. Chỉ đáng tiếc là các bạn thấy là hiện bây giờ vẫn chưa hỗ trợ tiền Việt Nam và dù sau đây nữa các bạn cũng đã thấy là sàn này là một sàn mà cho sử dụng rất nhiều loại tiền quốc gia khác nhau Nhiều hơn những sàn như chúng ta biết là sàn Coinbase Và đương nhiên là chúng ta nói tới sàn như là Binance thì không cho sử dụng tiền mặt Sàn Binance là một sàn mà các bạn có thể đổi đồng này và đồng khác chứ không thể nào sử dụng tiền mặt tiền quốc gia trên sàn Binance được Tôi nghĩ là một điều mà nhiều bạn muốn biết đó chính là khi các bạn giao dịch ở trên sàn này thì phí tính như thế nào thì các bạn nhìn vào tài liệu chính thức của sàn này nếu đơn giản nhất là nếu như các bạn sử dụng tiền mặt để mà mua một tiền kiểu được số thì cái phí là 0 đô la, nghĩa là miễn phí nhưng mà nếu như các bạn sử dụng một tiền kỹ thuật số này để mua một tiền kỹ thuật số khác thì các bạn phải trả phí là 0,15% nhưng mà các bạn sẽ được hoàn trả lại 0,075% ngoại trừ các bạn sử dụng những đồng như đồng Cash, đồng Bitcoin Cash, đồng Dash, đồng Qtum, đồng NEO, đồng UBTC, đồng XRP với đồng, đồng RKT và giao dịch với những đồng như là Bitcoin với Ethereum thì các bạn không được hoàn trả 0,075 phí này. Nhưng mà nếu như các bạn sử dụng đồng Cash, đồng của sàn này, đồng QASH này thì các bạn sẽ được giảm thêm 50% có nghĩa là các bạn có thể tiết kiệm được 50% tương tự như các bạn sử dụng đồng Binance Coin trên sàn Binance để mà được giảm phí hay là các bạn sử dụng đồng KuCoin Share trên sàn KuCoin để mà được giảm phí đó là nếu như các bạn giao dịch bình thường nếu như chúng ta giao dịch margin thì margin không tính phí nhưng mà cũng như nhiều sàn margin khác nếu các bạn sử dụng margin thì các bạn phải trả cái tiền lời hàng ngày một điều nữa khi mà chúng ta nói về rút tiền thì các bạn đã thấy là nếu các bạn rút những đồng về cái ví cá nhân của mình thì sẽ không tính bất kỳ cái phí nào các bạn thấy là so với nhiều sàn khác sàn Liquid này tương đối là một sàn mà cái phí rất thấp bây giờ thì chúng ta hãy nhìn vào cái giao diện của cái sàn này về mặt đặc lệnh như thế nào thì các bạn cũng đã nhìn thấy là cái đặc lệnh sàn này thì cũng rất tương tự như là nhiều sàn khác các bạn thường hay sử dụng chúng ta thấy là chính giữa đó chính là cái biểu đồ biểu đồ này là từ trading view nhưng mà nào mà sử dụng trading view hàng ngày thì cũng rất quen thuộc với cách sử dụng biểu đồ này Chúng ta thấy là kế bên đó là cái order book thì cũng tương tự như nhiều sàn Nhưng mà sàn liquid này cũng có một số đặc điểm Thường nghĩ là chú bạn nhìn vào đặt lệnh limit, market hay là stop thì cũng rất bình thường đối với rất nhiều sàn Nhưng mà sàn này lại có một cái dịch vụ khác gọi là trailing stop nhưng mà nào mà giao dịch Forex thì cũng đã biết là trailing stop là không giống như stop Có một cái là khi mà sử dụng stop thì cái mức mà mua và bán là ấn định và không di chuyển Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng trailing stop thì cái mức mà mua hay bán sẽ di chuyển các bạn có thể là sử dụng trailing stop với tiền mặt hay là với phần trăm giống như nếu như mà các bạn cho trailing stop năm phần thì nhiều bạn cũng đã biết là nếu như mà giá trị của một đồng nào đi lên giả sử như là năm thì cái trailing stop các bạn sẽ là quầy vốn nếu như mà các bạn lên 10% phần trăm thì trailing stop các bạn là sẽ chuyển thành quầy vốn thành năm phần trăm và cũng tương tự nếu như mà đồng đó lên 25% phần trăm thì trailing stop các bạn sẽ là 20% phần trăm nghĩa là cái trailing stop cái mức độ stop sẽ liên tục di chuyển tùy theo là phần trăm đồng đó lên như thế nào và các bạn thấy là trailing stop tuy là một điều cũng rất bình thường trong các cái sàn giao dịch khác Nhưng mà khi mà chúng ta nói với những sàn giao dịch crypto thì trailing stop là một điều mà không có nhiều sàn có hiện tại khi đó chúng ta hay nói tới dịch vụ margin Thì sàn liquid này cũng giống như những sàn như là bitmax có thể cho các bạn chơi margin Các bạn có thể là long hay là short Và các bạn có thể là đặt lệnh margin 2 cho tới 25 lần Với cái số tiền mà các bạn có ở trên sàn Tuy nhiên các bạn cũng đã biết là chơi margin rất là nguy hiểm Nhưng mà nào mà không có kinh nghiệm trading nhiều thì không có khuyến khích để các bạn sử dụng margin Chơi margin các bạn có thể là nhiều nhưng mà các bạn cũng có thể là bị cháy tài khoản rất nhanh Nếu như mà các bạn đặt lệnh mà lệnh đó lại không như ý muốn và khi mà chúng ta nói tới chơi margin thì các bạn có thể chơi hơn cái số lượng tiền các bạn có trong sàn Tại vì các bạn có thể làm mượn những đồng như là Bitcoin hay đồng cash từ sàn thì các bạn có thể biết khi mà các bạn mượn đồng thì các bạn có thể là mượn từ sàn hoặc là các bạn có thể mượn từ những người mà có sẵn đồng trên sàn và đối với cái sàn liquid này thì có một dịch vụ gọi là landing các bạn có thể là đưa những đồng như là bitcoin trên sàn chẳng hạn thì nếu như những đồng đó các bạn không sử dụng hiện tại thì các bạn có thể cho những người chơi margin những cái trader mượn đồng của các bạn ở trên sàn này các bạn thấy là tiền lợi hiện bây giờ thực sự rất là thấp các bạn thấy là bây giờ nếu như mà các bạn muốn mượn thì nhiều người tiền lời chỉ có là 0,001% mỗi ngày Nghĩa là phần đông là mỗi năm các bạn chỉ nhận được chỉ có một hay là hai phần trăm tiền lời số tiền lời rất là thấp nếu như các bạn cho mượn đồng bitcoin đồng btc hiện tại tuy nhiên nếu như những bạn nào mà có nhiều tiền kêu được số mà không có sử dụng tới mà muốn kiếm được một số phần tiền lời thì các bạn đương nhiên là có thể là cho những người trên sàn liquid mượn nhưng mà các bạn nên nhớ là khi mà các bạn để tiền lên sàn mà các bạn để có số lượng lớn thì có rất nhiều điều có thể xảy ra và các bạn cũng đã biết là từ trước tới giờ thường không khuyến khích các bạn để nhiều tiền kỹ thuật số ở trên sàn sàn giao dịch thì các bạn cũng đã biết đã gọi là sàn giao dịch thì đương nhiên chỉ dùng để mà giao dịch chứ không phải là nơi mà dự trữ tiền kỹ thuật số cho nên những bạn nào mà muốn đưa tiền lên sàn để mà cho sàn mượn thì các bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi ra quyết định tại vì các bạn biết là nguy hiểm là sẽ có những điều như là chúng ta cũng đã từng thấy như là đồng các bạn cho mượn mà các bạn không thể lấy lại được vì một lý do nào đó Bây giờ thì chúng ta hãy nói tới vấn đề liên quan tới bảo mật của sàn này là như thế nào Các bạn cũng đã biết là phần đông các sàn giao dịch thì có ví nóng và có ví lạnh Nhưng mà sàn Liquid này họ nói là họ sẽ giữ tất cả tiền 100% là nằm trong cái ví chứa lạnh Thì các bạn đã thấy là đây là một điều mà trên lý thuyết rất an toàn Tại vì các bạn cũng đã biết là ví chứa lạnh thì bây giờ là cách lưu trữ an toàn nhất nếu như mà hacker tấn công sàn thì trên lý thuyết là không thể lấy được gì tại vì tất cả tiền nằm trong ví chứa lạnh và các bạn cần nên biết là các bạn đánh đổi cái sự an toàn đó với cái tốc độ rút tiền tại vì chúng tôi cũng đã biết là khi mà tiền nằm trong ví chứa lạnh thì cái tốc độ rút tiền sẽ chậm đi tại vì khi các bạn ra lệnh rút tiền trên sàn thì sàn này phải có người đi vào ví chứa lạnh và kích hoạt để mà gửi cái số tiền đó do cái ví cá nhân của các bạn cho nên tốc độ sẽ chậm đi so với các sàn giao dịch khác nhưng mà ngược lại nếu như mà một lưu trữ trong ví chứa lạnh thì sự an toàn sẽ cao hơn Kế tiếp thì sàn Liquid này cũng có một dịch vụ gọi là dịch vụ ICO Market Thì dịch vụ ICO này là nếu như các bạn là một công ty mà muốn ICO thì các bạn có thể là ICO thẳng trên sàn này Thông qua dịch vụ ICO này Và nếu như mà các bạn là một nhà đầu tư thì các bạn có thể đầu tư thẳng vào cái ICO thông qua sàn này Các bạn có thể là sử dụng tiền kỹ thuật số để mà đầu tư vào hay là sử dụng tiền mặt để mà đầu tư vào và bạn cũng đã biết đương nhiên đây là một điều mà có thể là giúp đỡ cho cái việc đầu tư ico đơn giản hơn nhưng mà hiện bây giờ thường vẫn chưa thấy được những cái ico nào nổi tiếng ở trên sàn này và hy vọng là sau này sàn này sẽ có những cái ico nổi tiếng để phục vụ các nhà đầu tư nhưng mà hiện bây giờ đây vẫn là một dịch vụ rất là mới cũng giống như là nhiều sàn giao dịch khác thì sàn Liquid cũng có dịch vụ API và cái khóa API để các bạn có thể sử dụng những cái phần mềm trading hay những con bot để mà giao dịch trên sàn này. Và theo thông biết thì sàn Liquid này khi mà các bạn sử dụng API thì các bạn có thể là điều chỉnh mua bán nhưng mà các bạn không thể rút tiền. Nếu như rút tiền thì các bạn phải thông qua là đi vào sàn để mà rút thì sẽ đảm bảo có sự an toàn cao hơn trên sàn này trên màn hình của các bạn đó chính là đội lãnh đạo của sàn liquid này. các bạn có thấy là dẫn đầu đó chính là CEO Mike Kayamori. nói về kinh nghiệm thì phần đông đội lãnh đạo là tới từ những ngành như là ngân hàng hay là tài chính và các bạn cũng đã biết là đội lãnh đạo này là một đội lãnh đạo cũng đã hoạt động nhiều năm từ năm 2014 cho tới bây giờ nên cũng không phải là một đội mới ở trong thị trường tiền kỹ thuật số này. các bạn cũng đã thấy là sàn liquid này là cũng là sàn cũng khá thú vị và cũng có rất nhiều đặc điểm so với những sàn khác. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tới sàn giao dịch thì cũng có rất nhiều rủi ro thường muốn chia sẻ với các bạn Và đây là những rủi ro không chỉ riêng gì sàn Liquid mà rất nhiều sàn Một điều mà bạn cần biết là thứ nhất là vốn hóa Hiện bây giờ sàn Liquid vẫn là một sàn mới và vốn hóa trên sàn Chúng ta cũng đã biết là bất cứ các bạn sử dụng sàn nào thì vốn hóa là một điều rất quan trọng Tại vì nếu như vốn hóa quá thấp và khối lượng dịch quá thấp thì giá cả trên sàn đó sẽ chênh lợi rất nhiều so với những sàn khác Cho nên đó là điều thứ nhất các bạn cần lưu ý tới Thứ nhì nữa là chơi margin là một chuyện rất là nguy hiểm như là thường cũng đã chia sẻ với các bạn. Thứ ba nữa liên quan tới cho sàn mượn tiền thì các bạn cũng đã biết là khi các bạn cho sàn mượn tiền thì như thường cũng đã chia sẻ có rất nhiều rủi ro liên quan tới việc đó. Và cuối cùng các bạn nên nhớ là không phải khóa cá nhân của các bạn thì không phải là đồng của các bạn. Có nghĩa là các bạn giữ đồng trong ví các bạn thì đó đương nhiên là đồng các bạn quản lý. Khi các bạn đưa một đồng nào lên sàn thì đồng đó là do sàn quản lý. Và cũng như thùng mới vừa chia sẻ sàn giao dịch gọi là sàn giao dịch tại vì các bạn dùng để mà giao dịch chứ không phải là một nơi các bạn lưu trữ tiền kỹ thuật số cho nên không riêng gì sàn liquid mà đối với rất nhiều sàn thường cũng đã từng chia sẻ rất nhiều lần là các bạn chỉ nên để cái số tiền nào mà các bạn cần khi mà các bạn giao dịch chứ không nên để hơn cái số đó tại vì sàn có thể bị hack và gặp rất nhiều vấn đề đây là tất cả những tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay hy vọng là bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video này sàn liquid cũng là một sàn mà thường muốn thử nghiệm trong thời gian tới đây những mà nào mà muốn tham gia thì cái link tham gia sẽ phía dưới cái video này Khi mà các bạn sử dụng cái link đó các bạn có thể là xác minh thân phận Và nếu như các bạn trade 100 đô la Thì các bạn sẽ nhận được 10 đô la airdrop của đồng cash trên sàn này Và các bạn cũng đã biết là các bạn không nên chỉ sử dụng một sàn Nếu như các bạn muốn an toàn hơn Thì các bạn nên sử dụng nhiều sàn khác nhau Hy vọng là các bạn nhận nhiều tài liệu giá trị trong video ngày hôm nay Và thuận xem gặp lại các bạn trong video kế tiếp Tạm biệt các bạn Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này Các bạn đừng quên nhấn cái nút like và những bạn nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình YouTube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những bạn nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.